Xin chào các bạn, mình là Quang và chào mừng các bạn đã đến với Mạn Review. Bên cạnh mình đây đang là chiếc laptop HP ProBook 440 G7 vừa được HP Việt Nam ra mắt cách đây không lâu. Đây là dòng cải tiến của G6 vốn đã rất thành công vào năm 2019. Chúng ta hãy cùng thử mở hộp để xem dòng G7 có những cải tiến và nâng cấp gì nhé. Mình đã thực hiện xong việc mở hộp. Đi kèm với máy là củ sạc 65W chân tròn truyền thống. Củ sạc này có hỗ trợ sạc nhanh 50% trong 30 phút. Tiếp đến là hai cáp nguồn dạng 3 chấu và sách hướng dẫn sử dụng. Vỏ máy được làm bằng nhôm nguyên khối và sơn màu bạc rất đặc trưng trên các dòng máy doanh nghiệp của HP. Giữa nắp máy là logo HP hình tròn. Chạy dọc rìa nắp máy là giải anten giúp tăng khả năng thu và phát sóng Wi-Fi. Mở máy ra, các bạn có thể thấy bản lề đơn chắc chắn và mở máy được bằng một tay. Viền màn hình rất mỏng, giúp thu gọn kích thước máy 14 inch chỉ bằng máy 13,3 inch truyền thống. Tấm nền Full HD IPS chống chói, độ sáng lên tới 250 nit cho chất lượng hình ảnh chân thực sắc nét. Phía trên là webcam dạng sửa cửa sổ trượt và là điểm mới trong thiết kế của chiếc máy này với đời trước đó. Thiết kế này có thể tắt camera khi không cần thiết, tăng khả năng bảo mật cho người dùng. Bàn phím chống tràn nước, LED 3 mức sáng mang tới trải nghiệm gõ êm và chắc chắn. Giải loa dài hướng về phía người dùng cho âm lượng lớn và khả năng tương tác tốt hơn. Touchpad lớn, mượt cùng chiếu nghỉ tay nhôm cũng là một ưu điểm lớn của HP ProBook 440 G7. Cảm biến vân tay một chạm giúp mở khóa nhanh và bảo mật. Cạnh trái máy lần lượt là khe khóa, một cổng USB 2.0 tương thích với các thiết bị đời cũ, lưới thoát khí nóng, khe đọc thẻ nhớ đa định dạng. Bên phải gồm có cổng audio 3.5 combo, hai cổng USB 3.1, cổng HDMI, cổng RJ45, chân sạc và một cổng USB-C. Đặc biệt, cổng USB-C này có thể xuất tín hiệu hình ảnh 4K, sạc vào cho laptop, chuyển dữ liệu lên tới tốc độ 10 Gb một giây. Như vậy, chúng ta có tận 4 cổng USB trên chiếc laptop này, tha hồ cắm thêm thiết bị. Ở giữa đáy máy là khe lấy gió lớn dạng răng lược. Đáy máy là dạng nguyên mảng, có thể tháo ra rất dễ dàng nhờ việc tháo hết tất cả các ốc ở dưới đáy máy. Nhấc đáy máy ra, chúng ta có thể tiếp cận đến toàn bộ các linh kiện bên trong máy. Quạt tản nhiệt đơn, pin 3 cell 45Wh. Máy có thể sử dụng hai ổ cứng, một ổ cứng M2 NVMe hoặc SATA, một ổ cứng 2.5. Cả Wi-Fi của máy là dạng PCIe M2. RAM máy có thể nâng cấp tối đa 32GB nhờ hai khe. Hiện tại máy đang lắp sẵn một khe. Chúng ta còn một khe để nâng cấp. Video mở hộp và nâng cấp nhanh chiếc HP ProBook 440 G7 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng tôi và nhớ bấm thông báo để biết khi nào chúng tôi ra video mới. Xin chào các bạn.